Công an thành phố Ninh Bình vừa phát hiện và bắt giữ 17 đối tượng tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy. Vào hồi 3 giờ 30 phút ngày 28 tháng 1, tổ công tác 192 Công an thành phố Ninh Bình tiến hành kiểm tra khách sạn Tulip thuộc địa bàn phố Bình Yên, phường Linh Khánh, thành phố Ninh Bình do bà Nguyễn Thị Tự có hộ khẩu thường trú tại phố 9, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình làm chủ cơ sở. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại tầng 4 của khách sạn có 4 phòng, 402, 405, 408, 411, có 17 đối tượng bao gồm 4 nữ, 13 nam đang có hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 4 túi ni lông bên trong có chứa chất bột dạng tinh thể màu trắng, 2 viên ma túy màu nâu. Các đối tượng khai nhận đã mua ma túy dạng kẹo và ketamin về để sử dụng. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Ninh Bình hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.